Xin chào tất cả quý vị, anh chị, cô chú và tất cả các bạn trở lại với kênh Tham quan nước Mỹ Channel. Hiện tại kênh Tham quan nước Mỹ Channel có những cái giá vé máy bay rẻ cho quý vị kiều bào đang sinh sống ở 50 tiểu bang của nước Mỹ đi về Việt Nam trong cái mùa hè năm 2023. Và bên cạnh đó, bên em chuyên nhận làm các dịch vụ lãnh sự cho công dân Việt Nam như là đổi hộ chiếu Việt Nam còn hạn hoặc đã hết hạn, cấp hộ chiếu Việt Nam cho trẻ em sinh ra tại Hoa Kỳ có ba hoặc mẹ mang hộ chiếu Việt Nam, visa 5 năm miễn thị thực, visa cho khách nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, các giấy tờ ủy quyền tài sản mua bán nhà đất, từ chối di sản thừa kế, dịch vụ đổi bằng lái xe quốc tế cho những quý vị anh chị nào có bằng lái xe muốn về Việt Nam để lái xe, đổi cái bằng lái xe quốc tế. Mọi thắc mắc vui lòng gọi về số điện thoại 714-244-8834. Em xin nhắc lại số điện thoại 714-244-8834.